Hello, xin chào mọi người nhá, mình lại nghe này. Hôm nay mình sẽ chơi trò Roblox Uno. Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh này, yeah. Yeah, các bạn ơi. Mình chơi Uno nhiều ở ngoài lắm rồi, bây giờ hôm nay mình sẽ chuyển sang là Roblox Uno. Mình xem Roblox Uno này có phát tình ngoài được không? Mình hy vọng cái trò Uno ở trong Roblox này sẽ giống ngoài đời thực. Trước gì đánh tạo trận đã. Ok, anh tạo này. Anyone? Bây giờ mình ấn thế nào? Rồi, vào đi Minh ơi. Vào thế nào anh? Join đi, ấn cái join ấy. Vào thế nào? Join tìm thằng đánh nghe lại ra 2005 đi. Chưa. Thế đây không được full đấy. Em đi rồi. Vào đi. Rồi, full luôn. Cứ vào đi. Thôi đi. Thế tôi chơi chân nhỉ, mình gà quá. Mình có mấy một phần. Ừ, cái mình. Ok, mình sẽ chơi mình các bạn, không chơi cùng với Minh nữa. Yeah. Thì mình sẽ cho mọi người vào. Khó đấy à, nó đưa cho mình một đấm. Join me guy. Cho nó máu. Ôi, chơi góc nhìn thứ nhất luôn, ghê. Chưa có đứa nào thắng cả. À đây. Ui, 4 cộng, mình được 4 cộng. Ui, 2 cái 4 cộng, what? Nani. Cảm ơn. Ok, mình chơi trước. Chơi theo vòng. Bây giờ mình hết màu xanh rồi các bạn. Nếu các bạn không hiểu về luật chơi của trò này, các bạn đọc trên mạng nhé. Mình không thể hướng dẫn được theo lời của mình. Đúng rồi, phải chơi. Mình chỉ nói xàm nó thôi. Sao? Giờ để phụ nữa nha anh. Ok. Đánh rồi, nổ đã. 6. Cộng bố cho nó gấu. Cái này màu đỏ. Màu đỏ đâu? Đâu, vào đi, chọn đi. Chọn đi. Tuổi gì? Cấm luôn, đỡ phải đánh. Hi hi. Không luôn. Giỏi thì không đi. Xanh nước biển à? Khó nha. Bây giờ mình chọn xanh là cây là mình thắng luôn. Ok luôn. Cộng 4 à. Mình gấu nhỉ. Ba cái xanh với một cái màu đỏ. Càng thế nhỉ. Ui, thằng kia có một cây kìa. Thôi hỏng rồi. Vào lượt chỗ nào. Flip table. Mua một tô block. Không đánh. Bắn cộng 4 đi, không là thua. À, phải bốc cây, quên mất. Rồi, được thắng rồi. Thật ra mình đánh con nào thì nó cũng thắng. Anh thua rồi. Mình bét. Mình bét rồi. Anh thứ hai. Vào đi Minh, nhanh. Bét rồi, từ đầu mình chưa sập, mình chưa ra. Thật ra Minh ơi, mình chạy rồi, mình đang chạy rồi. Mình thằng của tôi. Thôi anh nhìn thấy mới bắt Minh được kìa. Hôm nay làm thử thách Uno Minh nhá. Thử thách Uno. Xe bay là người tốt nhất. Biết thế nào được mà hỏi. Mình có bay để này. Và anh có mất một con tắm như là đỏ. Và anh Minh đánh 6 màu đỏ đi. Đánh 6 màu đỏ đi. Không,
đèn. Ta chả lấy được à? Lấy thì mình thắng thế nào được? Đi máy. Cấm luôn, đỡ phải chơi. Nghe chưa, nghe chưa? Kinh không, kinh không? Đấy không. À, mình gần bao, anh gặp 6 quá. Ơ con mẹ rồi. Chỉ cần tốt, nó bay lên còn nó thoát. Cây cú. Ơ thằng nó vào lại, nó khác kìa, hay nói. Nó vừa tăng hình à? Một. Thôi anh đang cần ngón. Sao? Ghê. Ô ngồi chấm. Ngồi chấm. Ghê đấy. Ghê. Mấy chơi đến này. Lại thằng kia thằng nhanh quá. Mình thứ 2, anh thứ 5, anh thứ 3. Vào đi Minh, nhanh đi, vào nhanh đi. Đồ sung. Ra để cho vui. Minh có thấy anh thắng trận nào chưa? Thắng 1.000 trận thì sao? Thắng 1.000 trận còn lâu. 2. Ghê. Cộng 2. Ghê không? Ghê. Ghê. Kinh. Gắt căng. Ghê. Hỏi chấm. Hỏi chấm này. Hỏi chấm bốc bài thôi. Mình mà đánh con số gì ấy, chả thấy cái gì. Nói từ Uno. Nó có hiện bên phải mà. Ôi. Cầm mình luôn á. Yeah. Rồi thắng rồi. Let it go. Thắng không? Anh hiện số 1 nhá. You win. Nghe các bạn trận đầu thắng. Yeah. Ngon, một đứa càng vui ạ, ba đứa. Một đứa nó thoát rồi. Ui, đen thế nhỉ. Cay thật sự. Một luôn. Mình có đánh bao nhiêu ấy, chả thấy cái gì. Sáng quá, chả thấy gì. Chín luôn. Nhưng cả lũ vàng. Mình sẽ đổi lượt để cho con kia đánh tiếp, cho mình cây cú. À, màu đỏ đấy. Ngon. Không. Ui sổ, ghê, kinh. Bốn. Ui, ghê. Màu đỏ. Lại bốc thôi. Thế lại đổi. Cho về Minh đánh này. À cho con kia đánh. 4. Vứt 8. Nghe. Có 4 thằng con kia của mình. Cây cú. Nó bét thôi. Anh lại phải bốc rồi. Anh không có cấm đâu mà lo. À mình phải bốc nốt đèn. Đấy quá. Thì biết thế mình chọn màu đỏ. Đèn vạ, đèn thế nhỉ. Đèn thật sự. À, anh sao anh không green nhỉ? Ờ. Nàn ý. Sao sao em không được win này? Mất dậy à? Ờ.
Rồi, một. Ghê 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 ghê. Ghê 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 ghê. Ghê. Đừng đánh nữa, mày đừng đánh nữa. Hai. Hai. Ờ, cảm ơn em nhá. Rồi, 9. Nhưng là Uno nhá. Mình có thể Uno chết được không? Mình có thể Uno được chết được không? Uno. À không, Uno thì nó không thực hiện heal win hay sao mình ạ? Hay quá mình ơi, hay quá, thắng rồi. Anh thắng rồi mình ơi. Let it go. Let it go. Các bạn chơi game không? Hai trận thắng liên tục luôn nhá. Con kia nó cay cú ở đấy, anh may mắn quá cay cú ở đấy. Anh em mình cứ bắt đàn nó làm nó buồn. Chả đấy em đã thắng trận nào đâu thì chả không win. Ba. Anh cũng muốn. Một xanh là cây đi mình, xanh là cây đi. Ờ mình nhảy màu gì ấy? What? Có tớ lừa được cái bạn anh này, anh sẽ không đồng ý. Ngon. Mình không có màu xanh là cây à? Bốn đi mình, bốn đi. Lại phải bốc. Sao mình không đánh 4? 8. Ngon, 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 ngon. Ôi, mày sắp nhuận nhất rồi. Đổi là thằng Minh đánh luôn. Cấm, cấm con thằng kia cho mình win đấy. Ghê không, ghê. Ôi chấm, gà thật. Lại công hai anh. Đùa nhau. Bốn luôn. Cho luôn không? Lại cầm mình. Anh cầm nó đi. Anh cầm cái kia, anh cầm nó với mình. Anh cầm một sỏ nhá, để mình ra mở đầu. Cầm đi anh. Một xanh. À ngon, 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 xanh là cây à. Một luôn. Đủ quá. Nó sắp nhất rồi kìa mình ơi, anh sẽ cho nó cộng 4. Cộng 4, một đi anh. Khá quá nhỉ. Cho bé Minh đánh tiếp. 8 ý. À trời ơi. Lại phải bốc. Cho mình bị căng quá nhỉ. Hay quá, nó bốc tiếp. Rồi lại bốc tiếp. 8 luôn này Minh. 8 đi Minh, 8 đi, 8 đi. Tám luôn này. Minh 7 cây. Uno phát. Vai. Anh mục tiêu mà Minh rồi. Anh lại Minh thì mục thứ 2 ở. Hai nó Minh bỏ cua đi, bốc thêm đi để anh đánh xuống. Ôi nó thắng rồi. Sao Minh không đánh? Ok, game này là Uno yết ngoài đời luôn. Chơi cực kỳ vui với bạn thân và những thằng thịt trâu như thằng em mình. Bye bye mọi người nhá.